Ngon lắm em ơi. Mời anh em cùng ăn nha. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Anh em Tùng đang có mặt tại Tân Nguyên, Bình Dương nha cả nhà. Đang săn ong mật. Đây ông anh mình đang bó đuốc nha cả nhà. Đây, ổ mật trên đây nha cả nhà. Đó. Mời cả nhà cùng theo anh em Tùng săn ong mật nha. Đây, ổ mật đây cả nhà. Để đi người không lên anh. Chờ xíu nha, để mình quay hình quả cho cả nhà xem nha. Ông anh mình đang được đốt nha cả nhà. Để chuẩn bị leo lên. Đây, tổ ong đây. Cả nhà nếu thấy thích anh em mình hãy cho anh em mình xin một follow nha cả nhà. Để có động lực làm video cho cả nhà mình xem nha. Ông anh mình đã lên gần tới ổ ong rồi nha cả nhà. Là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 nha cả nhà. Anh em Tùng qua bên Tân Nguyên này, tại bữa giờ hay đi Tân Nguyên trên mấy cái vùng trên như Bình Phước đồ hiện thời là chưa có mật nha cả nhà, nên anh em Tùng qua đây để săn ong mật bên này. Ông anh mình chỉ cắt lấy cục mật thôi nha cả nhà, để lại luôn cái tàn luôn. Rồi có nó ở được thì ở, không ở được thì nó bỏ đi nha cả nhà. Tại vì bữa hôm nay cũng cắt ong non nhiều quá. Là thường thường là nó bỏ đi hết cả nhà. Thôi cứ để lại coi nó ở được thì ở. Ngồi luôn chỗ luôn, tôi không dám đi. Mày dám vòng anh. Xịn mấy không? Mượn cái ra. Có ai lấy cục mặt như tao không? Thành quả ổ ong đầu tiên nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục theo anh em Tùng đi lấy mật ong nha. Còn ông anh mình ổng lấy ổ ong rồi cả nhà. Lấy cục mật chính giữa thôi, còn nhiều để lại hết cho nó luôn. Để nuôi bắt lần sau. Thôi anh em mình đi cả nhà ơi. Tiếp tục nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Anh em mình giờ mới kiếm được ổ thứ hai cả nhà. Giờ chắc cũng khoảng cỡ 1 giờ chiều cả nhà. Giờ mới kiếm được ổ thứ hai. Mời cả nhà cùng theo
theo anh em Tùng bác của ông nha. Ổ đông, ổ ong đây nha cả nhà. Đây. Bự lắm á. Ổ ong đây. Ổ ong không đực cả nhà, chưa biết có mật không nữa. Ổ bây giờ mượn khéo không thấy luôn á. Rồi. Quần phải nhảy lên á. Ừ. Trên đây. Mày để dưới tự ngúng lên hà được coi. Ừ, cậu đúng không? Cái xô rồi, mày không cầm cái xô luôn hả? Không, chờ xíu. Tao trên. Trên tao. Được coi. Thả tay cầu xuôi cho. Con này buông hay tao cắt. Cứ mày đợi, cứ đợi vậy. Hai anh em Tùng tiếp tục bắt ổ thứ ba nha cả nhà. Đây cả nhà. Giờ 3 giờ mấy gần 4 giờ nha cả nhà. Nay mình bắt xong ổ này cái nay mình về. Điểm đâu, điểm đâu? Đây. Cái xô mày. Xô bỏ đâu rồi? Đây. Mặt chảy rồi. Cái nó xuống rồi đó. Nó xuống mẹ. Có gì đâu.
chín ăn luôn. Ăn luôn nha em. Không quay không đó. Cầm cầm. Còn cái gì? Cầm mũ đuốc nè. Úi dạ, kẹt tay. Cầm sâu cái đó. Ừ ngon. Dính cái cây làm sao quá. Dính chịu cái cây gì lợi. Sao lại chịu cái cây gì lợi mà. Nhập xuống luôn. Ngon bà cố luôn. Nắp rồi. Đây, thành quả nha cả nhà. 3 ổ, 3 cục. Chắc được khoảng 3 xị cả nhà. Cả nhà nếu mà thấy thích anh em Tùng cho anh em Tùng xin một follow. Đây, anh ông anh mình đói quá. Giờ chiều quá chiều à. Ăn luôn tàn ông nha cả nhà. Đây. Lấy xuống miếng ăn luôn. Ngon lắm anh em ơi. Mời anh em cùng ăn nha. Cả nhà mình có ai ăn được đàn ông không? Vô ăn với anh được luôn nha. Rất chị là béo ha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha cả nhà. Thôi anh em Tùng về đây. Bye cả nhà luôn.